muốn về quê nhưng mà không về được, phải ở lại đây. Thì ông phải ở nhà con trai chứ, sao lại sang nhà tôi ở nhờ như thế này? Bà không đồng ý chứ gì. Thôi nếu mà bà đuổi thì bố con tôi đi, đi con. Eo ơi, vẫn dỗi như ngày xưa. Kinh thật đấy. Thôi ngồi xuống đây. Bây giờ có phải ra ngoài đường nằm màn trời chiếu đất tôi cũng ở, chứ tôi không thèm nhờ vả gì vợ chồng nhà chúng nó. Tôi đi pha cho cốc nước nha. Mà có đói không? Có đói. Đói. Cái thằng. Ngồi xuống đây. Để tôi xem trong tủ lạnh còn gì không nào. Thôi không cần đâu. Ê, cần chứ bố, sao lại không cần? Cái thằng nói mãi, cái nết ăn uống đền hết cả người. Kệ nó, thanh niên nó ăn khỏe là đúng rồi. Ông cứ vi phạm nhân quyền nhỉ? Vâng, đấy, cô tầm quá tâm lý luôn. Này, dạ. Thế cô hỏi nhá, thằng Phát nó đã làm gì mà hai bố con cứ khăng khăng thế này? Hai bố con cháu đã vất vả lặn lội từ quê lên trên thành phố. Đấy. Thế mà có mỗi cái việc là bảo anh ấy lo cho hai cái suất tiêm vaccine, thế mà cũng khó dễ, không lo được. Rồi đấy, thôi thì hai suất nó cũng hơi gấp, hơi khó. Cháu bảo là lo một suất trước cho bố cháu, cũng không. Là nó sĩ diện, cho nên là kiếm cớ đấy thôi. Nó kêu là sao? Ai tiêm, bao giờ được tiêm là do chính phủ với nhà nước sắp xếp điều hành, rồi là ưu tiên tuyến đầu tuyến đuôi này nọ. Thẳng láo tét. Ôi giời ơi, tôi cứ tưởng là cái chuyện gì to tát cơ. Ôi, khổ thân cái thằng bé. Thằng nào? Đây nha, nhìn xem. Những nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine phòng chống Covid-19. Ông xem đi. Đấy, hai bố con xem có nằm trong danh sách được ưu tiên hay không. Tưởng gì, cái này người ta đang đẩy, bố con cháu xem suốt. Nhưng mà anh cháu là giám đốc nhá, chắc chắn là anh cháu sẽ có nhiều mối quan hệ, chẳng qua là ông không chịu giúp rồi. Ôi giời ơi, thế ở đời có mỗi mình anh cháu là giám đốc thôi đấy hả? Giám đốc to quá cơ, oai quá cơ. Này, cô nói cho cháu nghe nhá, có to thế to nữa cũng không làm được cái gì đâu cháu ạ. Nào ai có biết đâu là nó lại lắm cái thứ tự cần được ưu tiên như thế này. Mà cũng tại như thằng Phát này. Nó chả chịu giải thích cho tôi rõ ràng. Nếu nó nói như bà thì có phải là mọi việc nhẹ nhàng không nào? Ừ. Thế ông đã thông chưa? Đã biết là mình mắng oan nó thì còn giận nó nữa không? Ôi dồi ôi, chả oan đâu cô ạ. Cái chuyện vaccine này này cũng chỉ là một thôi chuyện thôi. Còn cái chuyện tiền bạc ấy, đấy, bố con cháu xin tiền cũng có chịu đưa cho đâu. Chả ra làm sao. Cái thằng này, mày càng nói thì cô càng muốn đánh cho mày nát đít ra con ạ. Dạ. Mày có biết rằng anh mày làm giám đốc ở trên này, mà giám đốc cái thời Covid này ấy, thì Covid nó vặt cho con mà trụi lông, đến cơm không có mà ăn ấy, còn ngồi đấy mà đòi xin tiền. Thật à? Chứ sao nữa. Tôi nói ông nghe nhá, ông không cẩn thận ấy, già rồi thành ra lại lẩm cẩm đấy. Vâng, kệ tôi. Mà bênh chúng nó vừa vừa. Ồ đấy, lại dỗi. Thế là thế nào nhỉ? Sao bố con cháu đang đúng, bây giờ lại sai hả cô?